đây là đài phát thanh ninh bình kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình phát thanh sáng của đài phát thanh và truyền hình ninh bình. trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thông tin địa phương của đài truyền thanh huyện nho quan. trang thông tin địa phương. trang thông tin địa phương. xin kính chào quý vị và các bạn. Trong trang thông tin địa phương hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh huyện Nho Quan. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài viết: Nho Quan tập trung phát triển kinh tế ở các xã có đông đồng bào dân tộc. Tiếp đó là gương cụ Nguyễn Văn Lê, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua huyện Nho Quan đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể giúp đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện vươn lên phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho quê hương. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã có đông đồng bào dân tộc đã giảm mạnh qua các năm. Anh Đinh Văn Quyền, bản cả xã Kỳ Phú cho biết, nhờ có những chính sách của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, gia đình anh cùng hàng trăm hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn đã vươn lên phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, anh Quyền nói. Nếu mà so với làm kinh tế truyền thống ngày xưa với bây giờ thì làm phát triển mạnh hơn tạo nhiều cái điều kiện vay vốn rồi phát triển kinh tế rồi định hướng chăn nuôi mua bán thuận tiện hơn thì thu nhập của mình nó cao hơn. Còn đối với gia đình bà Đinh Thị Lý xã Phú Long lại chọn cho mình hướng phát triển kinh tế từ nghề nuôi hiêu hơn 30 năm gắn bó với nghề nhờ tích lũy được những kinh nghiệm trong chăn nuôi như phòng trừ dịch bệnh cách chăm sóc nên đến nay đàn hiêu nhà bà Lý đã có hơn 100 con luôn phát triển sinh trưởng tốt ít xảy ra dịch bệnh từ nuôi hiêu đã đem lại thu nhập cao cho gia đình bà Lý nói Thức ăn thì đồi nút, những cây nó mọc ở trong rừng tự nhiên đấy là mình tận dụng để chăn nuôi hiêu. Nói chung là nó mang lại hiệu quả rất cao mà nó tiện lợi, chăn nuôi là nó phát triển, lợi nhuận nó cao hơn. Xã Thích Bình có diện tích đất lâm nghiệp trên 1.000 hecta, trong đó đất rừng phòng hộ trên 270 hecta, rừng sản xuất trên 815 hecta. Trước đây chưa có chính sách giao đất, giao rừng, đời sống của nhân dân nơi đây hết sức khó khăn, thực hiện chủ trương của tỉnh huyện về phát triển kinh tế đồi rừng, xã đã tổ chức giao đất giao rừng cho người dân khoanh nuôi bảo vệ nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và quản lý rừng. Cùng với đó, xã tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích của đồi rừng và hiệu quả kinh tế do đồi rừng mang lại. Phối hợp với hạt kiểm lâm huyện tổ chức tuyên truyền việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao nhận thức cho các chủ rừng và mỗi người dân trong việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đến nay, kinh tế rừng đã chiếm tỷ trọng 20% tổng giá trị thu nhập của xã nhiều hộ dân ở vùng có rừng đã có cuộc sống khá giả, số hộ giàu từ trồng rừng tăng lên, môi trường được cải tạo và đã tạo ra nhiều việc làm đáng kể cho nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, có chính sách phù hợp để khuyến khích nhân dân bảo vệ rừng tái sinh, mở rộng trồng cây phân tán để nâng cao khả năng bảo vệ môi sinh, cải tạo môi trường. Đồng chí Vũ Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bình nói. Chúng tôi cũng tuyên truyền vận động và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là những thôn có rừng là thường xuyên là quan tâm phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn, đặc biệt là hạt kiểm lâm của huyện Nho Quan cũng như ban quản lý rừng của huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền và con nhân dân thực hiện các cái biện pháp trong công tác quản lý và chăm sóc bảo vệ rừng. Phát huy tiềm năng của địa phương có nhiều diện tích đất nông lâm nghiệp, xã Kỳ Phú đã thực hiện quy hoạch sản xuất, chọn lựa vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi đặc sản như ong, hươu, dê, Bên cạnh đó, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn xã phát triển mạnh kinh tế theo hướng xây dựng thương mại dịch vụ du lịch, các mô hình phát triển kinh tế gia trại mang lại hiệu quả cao. Đến nay, Kỳ Phú đã có hàng chục mô hình phát triển kinh tế con nuôi đặc sản, mô hình sản xuất lúa nếp đặc sản, dự án trồng cây dược liệu dưới tán cây bùi kỳ lão, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, mô hình sen canh tại bản sau, bản ao, bản cả. Toàn xã hiện có 17 gia trại, đạt giá trị sản lượng bình quân 200 triệu đồng trên gia trại trên năm chăn nuôi cũng có bước phát triển nhanh với khoảng trên 3.000 con châu bò, 2.200 con dê và hiêu, gần 1.500 đàn ong mật, mang lại tổng giá trị kinh tế ước đạt 23 tỷ đồng trên năm. Dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước từ các chương trình hỗ trợ 135 của chính phủ đã giúp cho xã có nhiều đổi thay tích cực, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên. Đồng chí Vũ Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú nói: từ cái chính sách hỗ trợ của 135 của chính phủ đã mang lại cái hiệu quả giúp cho địa phương trong cái việc phát triển kinh tế. Từ chăn nuôi rồi là các điều kiện khác thì đã giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số giảm đi những khó khăn đáng kể, đặc biệt là phát huy cái lợi thế về chăn nuôi đại gia súc và chính vì vậy nhiều hộ đã được hỗ trợ từ cái chương trình sinh kế giúp cho đồng bào dân tộc nên là cái tỷ lệ hộ nghèo trong năm vừa qua đã giảm đi đáng kể. Là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua huyện nho quan luôn quán triệt chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số cụ thể hóa và vận dụng tốt các chế độ chính sách của đảng nhà nước đầu tư hỗ trợ các xã thôn bản vùng sâu vùng xa huyện đã đề ra nhiều chương trình chính sách giải pháp đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tiễn từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế nguồn lực của các địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo đó huyện đã ưu tiên tập trung đầu tư phát triển sản xuất bằng việc trợ giúp các hộ nghèo hộ có đời sống khó khăn giải quyết các vấn đề như thiếu nước sinh hoạt thiếu đất ở đất sản xuất thiếu công cụ lao động xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực miền núi vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn đặc biệt một số chính sách lớn của đảng và nhà nước trong những năm qua đã và đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế xã hội của người dân nơi đây như chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của chính phủ nhân dân đã đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp áp dụng các mô hình kinh tế nông lâm kết hợp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để tăng nguồn thu nhập kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy, đồng bào các xã vùng cao trong huyện đã đầu tư mở rộng sản xuất lúa và các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày như mía, dứa, sắn. Nhiều mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại đã và đang phát triển ở các xã Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Thạch Bình, Quảng Lạc, có phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Không chỉ tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, huyện còn xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm của địa phương như khoai sọ yên quang, lúa nếp cao kỳ phú, mật ong nhung hiệu quốc phương. Thu nhập bình quân đầu người của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 60 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 2,95%. Đến nay, 100% số xã có đồng, đồng bào dân tộc thiểu số đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 trên 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Cúc Phương và Văn Phương. Đồng chí Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nho Quan cho biết chúng tôi tập trung vào các cái mô hình phát triển kinh tế mà nó đã có hiệu quả chỉ đạo đối với mặt trận các đoàn thể cũng như đảng bộ các xã phải tập trung và động viên khuyến khích hỗ trợ cho các cái mô hình đó và cho các cái đoàn thể cái mô hình thực sự có hiệu quả thì chúng tôi cũng hỗ trợ có thể khẳng định từ những chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước sự chỉ đạo thực hiện có hiệu quả của cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực vươn lên của người dân đã thực sự đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc huyện Nho Quan. Trong thời gian tới, các xã tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc, tiến tới xây dựng thành công chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tuổi cao trí càng cao, cụ Nguyễn Văn Lê thôn Yên Phú xã Yên Quang vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. 10 năm liền, cụ được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với dáng người khỏe khoắn nhanh nhẹn, dễ gần, dễ mến, ở tuổi ngoài 80 nhưng cụ Lê vẫn tích cực tham gia công tác hội, từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như chi hội trưởng hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi. Dù ở cương vị công tác nào, cụ cũng luôn nhiệt tình hết lòng với công việc, được cấp ủy chính quyền địa phương và người dân tin tưởng yêu mến. Thôn Yên Phú có hơn 200 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 90% dân số. Từ năm 2014, cụ Lê được bầu là già làng Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thôn, có sẵn uy tín và kinh nghiệm, cụ nhiệt tình tận tâm đóng góp ý kiến, công sức cho thôn, tích cực tuyên truyền vận động người thân và bà con trong thôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cụ Lê còn là hạt nhân đoàn kết vận động bà con tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Mường trong các cuộc họp công việc lớn của thôn cụ Lê đều tham gia nhiệt tình và có những đóng góp đúng, chúng góp phần đưa thôn ngày càng phát triển. Đối với ban công tác mặt trận thôn, cụ là già làng uy tín mà người dân luôn kính trọng và luôn tham khảo ý kiến. Cụ Lê cho biết. Cái gì lợi thì nên làm, và cái gì mà hại thì nên tránh. Cho nên là tôi là giúp nhân dân ở đây khoảng gần 20 năm. Bà Quang ta quý mến, hạnh phúc lắm. Cách đây hơn 10 năm, khi xã Yên Quang thực hiện chương trình nông thôn mới, thôn Yên Phú gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cải tạo nhà văn hóa, kiên cố kênh mương. Phát huy vai trò của người có uy tín, cụ Lê đã cùng với lãnh đạo thôn đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình. Gia đình cụ đã đi đầu, tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí để làm đường giao thông, cải tạo nhà văn hóa. Từ sự gương mẫu của cụ, người dân trong thôn đã tích cực đóng góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Đến nay đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, nhà văn hóa được xây dựng khang trang với đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người dân. Nhận xét về cụ Nguyễn Văn Lê, đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Quang cho biết: Qua nhiều năm, ông Lê là một người là rất có cái uy tín trong cộng đồng. Về các hoạt động thì cụ là luôn đi đầu, gương mẫu rất là tâm huyết với các phong trào, các cuộc vận động của thôn xóm cũng như của địa phương. Cụ đúng là một cái tâm vương cho các thế hệ noi theo. Hàng năm thì được các cấp khen thưởng. Gần 50 năm tham gia công tác xã hội và 10 năm làm già là người có uy tín, những đóng góp của cụ Nguyễn Văn Lê được các cấp các ngành chính quyền địa phương ghi nhận. Cụ Vinh Dự nhận nhiều bằng khen giấy khen về thành tích công tác, có phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trang thông tin địa phương của Đài Phát Thanh và Truyền Ninh Bình tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh sáng nay của đài phát thanh và truyền hình ninh bình đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn